Mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện thường ngày. Làng Vân thuộc thôn Yên Viên, xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang là nơi có truyền thống nấu rượu từ lâu đời. Là làng quê nhưng Vân Hà có nét đặc trưng không giống với bất kỳ làng quê nào trên đất nước. Đó là người dân Vân Hà không có nhiều ruộng. Họ sống hoàn toàn bằng nghề thủ công, buôn bán, trao đổi hàng hóa với các vùng xung quanh. Bên cạnh nghề làm bánh đa, làm gốm, người làng Vân còn có nghề nấu rượu. Nhưng cơn bão số 3 đã trôi qua cả tháng nay, cuộc sống của nhiều nhà dân làm nghề rượu truyền thống vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Những chùm rượu gần như là trôi hết, hoặc là nước lũ dâng cao, lọt vào bên trong chùm rượu. Cuộc sống của họ những ngày này chỉ là lau dọn, sắm sửa để khôi phục lại kinh tế gia đình. Gia đình bà Nguyễn Thị Kiệm nhiều đời nay đã gắn bó với nghề nấu rượu. Với bà, mỗi lít rượu, bà đều nâng niu, trân trọng như đứa con tinh thần. Trận lũ vừa rồi đã cuốn tất cả tài sản của bà theo dòng nước lũ. Nước ngập đến tầng 2 của ngôi nhà, khiến cho việc giữ được những chùm rượu là điều không thể. Thế năm nay là lũ lụt là bất thường như thế, là chúng tôi cũng làm để Tết đến một ít rượu ngâm của Ba Kích, của Nếp Cái Hoa Vàng và của Táo Mèo. Nhưng mà để được mấy chùm để dành thì nước lũ nó vào đêm hôm thì nghĩ là chạy đến đây là chắc. Nhưng mà sau đêm hôm nước lũ nó vào thì rượu nó ra, thế là mất hết. Thế bây giờ cũng mong nhà nước mà cấp vốn cho thì các cháu lại có vốn làm. Chứ không có những gia đình ấy là bây giờ là qua cái trận lụt này là cũng túng bí nhé. Cũng không được thông sinh như những lúc chưa lụt. Vì là tất cả là cùng là mất cảnh giác cháu ạ. Ngày trước nước lũ ấy thì nó ít cái lắm, cho nên là chạy đến đâu là nó chắc đến đấy rồi. Các bà là ở sông nước là từ xưa đến giờ là nó quen. Thế đến bây giờ là 53 năm sau mới lại có một cái nước như thế này. Thế lúc bây giờ thì con cái là chưa đẻ, thế bây giờ lụt là nó không biết chạy như thế nào. Thế là cứ kê như thế là thấy chắc, nhưng sau nó nổi phành lên là mất hết. Thế cho nên là tiếc thì tiếc lắm cháu ạ. Thế nhưng mà thôi, thiên tai địch hoại nó làm cho tất cả nhiều nơi bị khổ, chứ không những ở nơi làng nhà bà. Thế cho nên là thôi cũng phải chịu thôi. Nổi tiếng là một vùng quê đẹp với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, con sông cầu uốn quanh, làng Vân còn nức tiếng xa. Cái tên rượu làng Vân đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng vùng Kinh Bắc và là niềm tự hào của người dân sống nơi đây bao đời nay. Nhiều người dân lo lắng vì nếu không nhanh chóng ổn định cuộc sống thì sẽ rất khó khăn để duy trì nghề làm rượu truyền thống như thế này. Sau cơn bão số 3 ảnh hưởng mưa lớn, gia đình nhà tôi cũng thiệt hại tương đối, cũng mất khoảng độ hơn 2.000 lít rượu. Đấy. Bởi vì cái số lượng nó nhiều, nước lên nhanh, không chạy kịp. Nhà chạy lụt chả báo ai được cả, cho nên tôi bố con cứ chạy lấy thôi, mà cô tính đến rượu nó nặng như thế này nhưng nó lại của hàng hoa cơ. Va chạm nặng là nó lại vỡ, đến xe máy xe miệng cũng không chạy được, cho nên là thôi, cái thiệt hại chung cả của cả một cái xã này chứ không phải là của riêng những gia đình nhà tôi. Làm rượu như này nước lũ ra mà khó khăn ấy là có đồng vốn nào là vừa rồi là bị sóng đánh này, nước cuốn này, ang thì vỡ này. Thế máy đặt rượu ấy thì nó nổi phành lên thì gãy này. Thế cho nên bây giờ mà sắm sửa toàn bộ cả để đủ vốn làm mấy máy móc thì tất cả nó cũng phải gạo nước dấn vốn thì trên dưới nó cũng phải mất hàng trăm. Bây giờ nguyên một cái thổi gạo ấy là nó vào mấy cái đặt kia là nó đã mất vào cỡ độ 40 rồi. Thế còn 60 nữa là vốn nằm, vốn chạy, vốn ngâm các kiểu ấy là nó phải cộng vào là nó phải thành như thế. Là cứ trong tay mà có 100 triệu ấy, thì mới quay vòng được cái nghề rượu cổ truyền này. Vì là đặt ra ấy, phải cho vào an phủ lãng ấy, mà buộc áo vải nhựa mới dây chun ấy, là phải quãng độ nửa năm về sau ấy, thì nó mới là rượu ngon. Thế còn đặt mà bán ngay ấy, thì nó sốc uống nó không tốt, cho nên là vốn nó nằm mất nhiều vốn. Cơn bão số 3 là cơn bão với cường độ rất mạnh, sức tàn phá rất lớn. Hoàn lưu sau bão gây ngập lụt ở một số địa phương trên địa bàn thị xã,
đặc biệt là xã Vân Hà. Từ ngày 9 tháng 9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, xã Vân Hà nằm trong lòng sông Cầu đã bị ảnh hưởng cô lập 100% địa bàn xã. Hiện xã Vân Hà có 2.400 hộ dân với gần 9.000 nhân khẩu. Thị xã Việt Yên không có thiệt hại về người, ước tổng thiệt hại về tài sản khoảng 200 tỷ đồng. Chúng tôi thì cũng trên cái phương diện để bảo vệ cái ngành nghề truyền thống. Thì trước đây thì cũng là sản xuất nhỏ lẻ, nhưng đến bây giờ thì Ủy ban dân thị xã cũng đã có những cái chương trình là để mang cái tính sản xuất tập trung, quy mô, thì đã có những cái chỉ đạo để làm sao mà một là chúng ta ví dụ như là xây dựng các hợp tác xã, các công ty. Đến thời điểm này thì Ủy ban dân thị xã cũng đã cấp cái chứng nhận bảo vệ, bảo hộ cho 28 hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất cái rượu làng Vân này, trực tiếp là cái Vân Hương Mỹ Tửu, để đảm bảo cho cái vấn đề chất lượng cũng như là sản phẩm đến với người dùng được đảm bảo. Thì trong đấy Ủy ban dân thị xã cũng luôn quan tâm đến cái vấn đề kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Từ lâu, rượu làng Vân là thứ đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước, một thứ quà tặng mà mỗi khi có dịp về thăm vùng Kinh Bắc, người ta đều muốn mua về làm quà biếu bạn bè và những người thân trong gia đình. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt đề án phát triển thương hiệu sản phẩm nông sản cấp tỉnh của Bắc Giang giai đoạn 2019-2021, bắt đầu triển khai từ năm 2019. Trong đó có một số sản phẩm làng nghề, điển hình là rượu làng Vân. Đây là cơ hội để nhiều làng nghề trong tỉnh xây dựng thương hiệu, thu hút doanh nghiệp liên kết đầu tư, nâng giá trị sản xuất, đẩy mạnh phát triển. Với mục tiêu khôi phục các nghề truyền thống nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo, những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm phát triển việc khôi phục, duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống. Một trong số đó là làng nghề nấu rượu truyền thống tại xã Vân Hà. Với thương hiệu nổi tiếng và được khẳng định bằng chất lượng, rượu làng Vân khẳng định được chất lượng của mình. Từ lâu, rượu làng Vân là thứ đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước, một thứ quà tặng mà mỗi khi có dịp về thăm vùng Kinh Bắc, người ta đều muốn mua về làm quà biếu bạn bè và những người thân trong gia đình. Dưới các triều đại phong kiến, rượu Vân là lễ vật để dâng lên vua chúa và thường xuyên được sử dụng trong buổi yến tiệc ở chốn cung đình. Cứ đời này truyền đời khác, người làng Vân luôn ý thức cần phải bảo lưu nghề truyền thống này của ông cha. Cảm ơn chú đã tham gia chương trình ạ. Chú bén duyên với nghề làm rượu này đã được bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi phải nói là đây là một cái làng nghề cổ truyền mà đã được bà các cụ từ bao nhiêu đời giữ lại cái nghề rượu này rồi. Thế cho nên là trước kia thì phát triển rất là tốt và mạnh mẽ, nhưng sau do cơ chế thị trường thì cũng mai một đi, nhiều người không giữ lại được. Thế nhưng mà còn một số những gia đình gọi là rất ít ở trong địa phương như chúng tôi là vẫn giữ được lại những cái truyền thống của các cụ ngày xưa. Cho nên là bằng những cái cơ duyên đó mà chúng tôi giữ lại được những cái nguồn men, giá trị và làm cho nó đúng theo lối các cụ, cho nên là vẫn ra được những cái sản phẩm rượu nó rất là tinh túy và nó đạt cái hiệu quả, tức là đúng như cái rượu cổ truyền. Chứ thực tế là có những lúc rất khó khăn, nhưng mà cũng có lúc thì thôi, thì cũng vì vắt cơm manh áo cũng vẫn cứ phải làm. Cho nên là nghề. Vâng, những cái loại rượu mà chú nghĩ ra ấy, thì nó có khác gì so với những loại rượu truyền thống ạ? Ví dụ như là rượu Hoàng Hoa Tửu ấy, thì nó có khác gì so với loại rượu không? Không, những cái đó thì như này cũng không phải là do tôi nghĩ ra đâu, mà cái đó cũng do từ các cụ ngày xưa. Gọi là cái Hoàng Hoa Tửu là rượu nếp cái hoa vàng, sau khi được đặt ra rồi thì lại hấp cái hoa kim cúc chi một lần là nữa, thì là như ngày xưa các cụ nói là cái rượu tiến vua. Cho nên là
vẫn còn những cái công thức của như nhà tôi là gia đình các cụ truyền lại từ bao nhiêu đời nay, thì như ngày xưa chỉ làm một hai mẻ để Tết gọi là uống cho hoặc tặng nhau một chai thôi. Thế nhưng bây giờ thì thấy là mình làm ra cái sản phẩm đó cũng được rất nhiều người ưa chuộng thì tôi cũng phát huy cái đấy. Trong cái quá trình làm rượu thì không biết là mình gặp những cái khó khăn như thế nào ạ? Khó khăn chứ cô, bởi vì chúng tôi đây là làng nghề, thế thì rất khó khăn về những cái lúc ví dụ như là giá lương thực lên cao. Thế nhưng hiện tại bây giờ thì nó đang có cái khó khăn là tôi cũng là theo cái quy định của nhà nước thôi. Từ lúc ra cái nghị định 100 là về đồng phạt nồng độ cồn là ảnh hưởng rất nhiều đến cái sản lượng làm rượu, nhưng mà cái đấy thì chúng tôi cũng rất là tán thành, chứ không có cái gì là phản đối cả. Bởi vì là nếu mà trước kia bán được 10 thì bây giờ chỉ bán được 4 mà, 3 4 phần, bởi vì mình theo cái quy định chung cả mà cái đấy nó cũng tốt thì không, mình không có cái gì là cái ấy cả, cho nên là cũng rất là tôn trọng pháp luật. Không có. Rồi làm rượu như chúng tôi đây thì nói với thì các cô là làm đúng theo công thức cổ truyền, tức là cái gạo nếp cái hoa vàng là mình chỉ xay thôi, bỏ chấu đi thôi, còn mình vẫn để nguyên cả áo. Thế sau khi mình thổi cơm nếp lên, nấu chín lên thì mình trộn với cái men thuốc bắc là của gia đình nhà mình, chứ không phải mua men ngoài thị trường. Thế sau là quá trình là mình cho vào thau để, hoặc là thúng để cho nó khi mà men nó ngấu lên gạo ra nước rồi thì bắt đầu là chúng tôi mới đổ vào trong chum thì sau một thời gian khoảng độ 48 tiếng thì chúng tôi mới lại tra nước vào, tra nước sau khoảng độ 15 đến 17 ngày sau bắt đầu mới cho lên trưng cất mới ra được cái sản phẩm rượu nó tốt như thế, chứ không ngoài ra chỉ làm theo truyền thống chứ không có một cái gì gọi là hóa chất cả. Tương lai thì không biết mình có những cái phát triển quy mô sản xuất ra sao ạ? Thôi cái đấy thì chúng tôi cũng có cái hướng, thế nhưng mà cũng lựa theo cái tình hình bây giờ rượu ấy ở này, trước mắt là trong gia đình vẫn cứ bảo nhau từ xưa thế này là trước mắt mình cứ làm cái sản phẩm cho nó đúng, chứ không có dù đắt hàng hay dù ấy là mình không có làm sai, nhưng chắc chắn tôi nghĩ là sản lượng thì nó cũng như bây giờ mà bảo tăng lên là nó khó, bởi vì so cái tình hình bây giờ là nó cái người tiêu thụ rượu là rất là hạn chế, cho nên là cái đấy cũng chưa dám nói trước được. Tức là trước kia chúng tôi thì cái này thì cái giá cả thì nó phụ thuộc theo cái đầu vào của cái lương thực. Thế nhưng ngược lại thì trước kia ví dụ chúng tôi sản xuất đáng lẽ khoảng 100 lít rượu, nhưng bây giờ thì mình chỉ sản xuất khoảng độ 40-50 lít rượu một ngày. Thế thôi, chứ còn thì mình sản xuất ra nhiều mình cũng không bán được, bởi vì cái thị trường nó như thế thôi. Nhưng không thể mà nó rẻ mà mình bán giảm giá đi, nhưng không làm thế được. Vâng ạ, cảm ơn chú đã tham gia chương trình ạ. Ngày trước, vì làng thiếu gạo nên làm rượu sắn. Nhưng nay làng đã khôi phục lại nghề nấu rượu bằng gạo nếp. Rượu được nấu bằng gạo nếp cái hoa vàng, thứ nếp đặc biệt thơm ngon, hòa cùng men rượu bí truyền của làng Vân, được chế biến từ 36 vị thuốc quý hiếm và phải ngâm ủ đủ 72 giờ. Hiện toàn huyện Việt Yên có trên 300 đơn vị cá nhân sản xuất kinh doanh rượu làng Vân với sản lượng 4 triệu lít một năm. Ngày 17 tháng 10 năm 2012, Cục Sở hữu trí tuệ Cầu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể thương hiệu đặc sản rượu Việt Nam Làng Vân. Sản phẩm rượu Làng Vân hiện có thị trường tiêu thụ khắp cả nước với nghệ thuật nấu rượu tài tình của người Làng Vân đã tạo ra một thứ nước trong vằn vắt với hương vị êm dịu, lắng đọng đã chinh phục cả những vị khách khó tính nhất. Từ hàng chục thế kỷ qua, hương vị đặc biệt của rượu Làng Vân luôn được nhiều du khách chọn mua về làm quà khi lên vùng Kinh Bắc. Câu chuyện về rượu Làng Vân ở Bắc Giang vừa rồi cũng đã khép lại chuyện thực ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.